Ember với cả Void có lẽ là cũng là cùng farm thôi, cặp đôi này đều có thể counter nhau. Với một con Ember cái chói khiến cho con Void Spirit này bị khống chế. Void Spirit muốn giữ chân Ember thì tôi nghĩ là phải khó hơn, là phải lên cái gậy lốc. Chứ nếu bảo là lướt vào và kéo thì là hơi khó để trúng được con Ember. Sẽ là phải lên một cái gậy lốc để setup. Sven dành cho các thành viên của Thunder Predator rồi, cùng cả đó là Oracle vị trí sắp 5. Sven à? Như vậy sẽ hướng đến một trận đấu đánh nhanh. Sven farm ổn. Khả năng farm của Sven thì tôi nghĩ sẽ là nhỉnh hơn Kling một chút. Oracle ở đây thì là sẽ bảo vệ Pango chăng? Nếu mà là bị ai bị bóp cổ thì Oracle có thể giải được. Đồng ý. Oracle cũng là support tay dài có thể hỗ trợ cho Sven khi đi lane. Nếu thế này thì tôi nghĩ là bắt chờ vẫn hay đúng không? Cảm giác như là cứ có thêm những cái skill xuyên BKB là có thể cai được thêm Sven rồi. Nếu muốn thì bên phía Fnatic vẫn có thể tiếp tục chơi một con bắt chờ. Vẫn thoải mái. Bây giờ thấy Sven bật BKB lao vào cắn, không để bên bóc cổ trước đi, bên bóc cổ mà Oracle giải thì sau đó thì BKB bắt chơi lao vào cắn sau cũng được. Ổn mà. 1 phút 30 giây suy nghĩ dành cho Fnatic. Bắt chơi không? Bạn Dương Trần cho thêm kèo gì đấy? Ember KDA trên 3,5 à? Ok. Cái này thì anh biết tính. Kim cộng Acid chia đếp thôi. Fnatic bắt chơi không hay là để đi dây đánh một con sắp 4 khác, cũng là để cai đây. Shadow Demon thì cái ulti thì đỡ hơn con bắt chơi ở một chỗ là không thể bị giải. Bây giờ mà Sven gồng Ghost Strength bật BKB thì SD có thể nhồi cái ulti vào đầu để slow lại cũng được. Oracle cũng không giải được, cũng là một cách để cai Sven. Và đến khi có cho mình cái gậy xanh thì là cai cực kỳ tốt. Ba lần ulti thì con Sven này là khỏi chạy luôn. SD sắp 4. Trông disable tạm được, có Ember, có Tạm cái ổn. chói, thêm dù ngủ úp lại bóp cổ tạm ổn. Bây giờ offline thì phải là một con mạnh mạnh chút nhỉ. SD thì đúng cái sắp 4 SD thì SD bây giờ cái Shadow Poison thì không thể giải được, thì có thể đi cả Oracle thoải mái. Chứ ngày xưa thì là SD rất sợ những cái con có debuff như kiểu là A3, Oracle này. Bây giờ đang vẩy được khoảng 3 nhịp thì là đối phương giải mất, thế là thôi, không tích được 5 trạc, đam nó bị ít. Nhưng bây giờ cái Shadow Poison là không giải được rồi. Không sợ A3 hay là Oracle hay là bất cứ cái con debuff nào cả. Vẫn có thể stack 5, mà stack được 5 điểm Shadow Poison nổ ra rất nhiều đam. Đi lane khỏe hơn. Ban bắt chơ như nào? Vẫn ban bắt chơ. Ồ, có SD rồi mà. Bây giờ bắt chơ thì dí vào đâu? Chả nhẽ một con bắt chơ offlane à? Tôi không nghĩ đây là lượt ban cần thiết lắm đến từ Thunder. Về phần của Fnatic thì họ ban đi offlane là Beastmaster rồi. Fnatic người mạng hạ gục. Ok em ơi. Được luôn đấy chứ. Fnatic trông nào. Trông cũng ổn. Thật ra hai team này nếu mà 10 kill thì đang gọi là cần cân một tí. Void Spirit thì cũng biết gank. Sven, Oracle và Pango mấy con này tương đối khó chết đấy. Gần bàn Doom. Fnatic thì họ cũng tiếp tục ban offlane thôi. Thật với anh em thì Fnatic cả Thunder Predator thì dạo đây mình không theo dõi, nên là hero pool của họ thì mình cũng không nắm rõ lắm. Ví dụ Death Shaman thì tôi nhớ nhất là LC thông thạo 30. Còn mấy ông Thunder thì là thôi, không biết gì ngoài leo sổ tai chơi win ở mid.
Win mấy, cả mấy ông voi tàu đi, thế thôi. mấy ông tàu thì tôi nói cả Tàu nghe dạo cho này thì tôi theo dõi đoán nhiều. chuẩn luôn. Giải ai lừa thì tôi gọi là playoff thì tôi cát không thiếu trận nào. Bây giờ bảo là Royal Never Up, gọi là mì gấu đỏ chơi gì, Gotking đánh gì là biết hết. Chứ Thunder Predator thì là chịu. Vẫn đang chưa nghĩ ra sự lựa chọn cuối cùng. Trước đó họ đã ban đi Doom rồi. Và lựa chọn đó là Centaur dành cho Thunder Predator. Rất là cứng cáp ở offlane. Về phần của Fnatic thì sao đây? Centaur á, trong bên Amita đấy nhở. Centaur này thì để, nếu mà là SD ulti thì hú để chạy à. Centaur bị yếu đi một chút, nhưng mà nếu mà để đầu game ổn cứ theo đường van hút thôi. Con này thì giống meta trước, cứ van gát hút mắc ba farm phập, sau khi có van hút thì sẽ hướng đến Blink sau cũng được. Và bạn tích để chọn đúng mask. Mask để làm gì đây? Đi Nhưng lane với cả mà Sven cũng tạm ổn. đi lên thôi á. Em nghĩ Có là phải vậy. là bởi vì các mask này thì thường là để counter lại những cái con carry tay dài, cái đấu trường để còn Đúng. đỡ đạn. Chứ gặp Sven Sphere, Pango thì không sợ cái đấu trường rồi. Lăn bóng gọi là di chuyển ra vào thoải mái. Void Spirit anh em biết rồi, độn thổ hay là Actual Stat đều có thể lướt qua được. Sven thì sẽ là có cho mình BKB sớm. Không thích lượt Big Mass lại lắm. Có thể là Hero tủ tin tay để có thể đi lane với cả Sven. Có phi giáo về khiên thì Sven không tiếp cận được. Chứ bảo là đây là một lượt pick chiến thuật last pick thì là không. Khi mà trong cái đấu trường trận này cũng không counter được nhiều. Chắc là hết Hero thì tủ con gì đánh con đấy thôi, chứ mát trận này không hay. Mát offlane không hay. Mũ này là mũ Commander. Set MNZ đang mặc là set Commander. Set này là từ cái đời đầu Dota tôi chơi đã có rồi. Set này là mấy chục kỳ đấy. Ngày xưa set này là xịn nhất của Sven. Có từ cái tôi chơi Dota đời đầu, Dota 2 đời đầu thì chắc là 5 6 năm, 7 năm trước. Lâu lắm rồi. Set Sven là ngày xưa là chất lắm luôn. Set Commander, set này lên Dota 2 lăn có thể gọi là chết giá cao luôn đấy anh em. Anh em còn nếu mà chơi sao thì không biết. Đây Commander đầu này, cái quần này, vai bao tay. Set Commander đỉnh à, cái đâu này cũng được, không tệ. Vẫn là ru húp em nhé, ru húp cho nó. Vẫn là rú đi. Tin tưởng. Ngày xưa một thời chết cái set này ở Dota 25 đấy. Anh em mà chơi Dota đời đầu, thời còn Dota 25 thì ai cũng là chết đơ thôi. Nani? Nhưng đấu này thì bên phía của Thunder họ chia lane lại bình thường rồi. Sven sẽ đi xếp lane thôi, không đẩy cái chip lane xuống dưới bot nữa. Tầm này hơi vắng nhỉ, 350 á. Tôi tưởng dịch dã này thì cũng phải, hôm nay lại là thứ ba thì không ảnh hưởng gì đấy. Phải được 5 lốp anh em cuối cùng được 350 ạ. Anh em lai Ok lai luôn. mà quái đi cho nó tí cho nó quăng quăng nhỉ. 350 buồn quá. Hơi buồn.
Mid này thì Ember với cả Void Spirit thì nó sẽ hơi khác so với cả Storm. Storm thì được cái lợi thế tay dài. Và Chiyuan trông có vẻ vẫn đang rất biết mình sẽ làm gì trong game đấu này. Kéo clip đi. Trận đấu này thì Thunder họ làm ngược lại. Họ lại là đi chip, nhưng mà lần này lại bảo cây xe tao. Còn bây giờ thì là Oracle mới di chuyển lên top để giúp Sven farm trói lại này. Nhưng mà Death thì đã ra một cái vị trí an toàn rồi. Giúp lại khó chịu đấy, tơ này nhiều clip khiến cho Sven không harass được mấy anh em ạ. Sven này tay ngắn thôi, nên là khi hết úp là những cái bóng Sven chạy thì những cái bóng đuổi theo, nên là không harass được là bao nhiêu cả. Mấy con tay dài đi thì harass tốt hơn. Trận sau thì tôi nghĩ là hay hơn nhỉ. Trận sau thì có Tundra vô địch giải ESL trước. Trận này thì để xem đi. Hy vọng là Thunder Predator cũng thể hiện một thứ Dota máu lửa SA. Đến một hôm rồi phải xem trận đấu nó đánh nhau nhiều tí là hấp dẫn. Có úp đi giáo này. Có phải kia để slow bắt đó là 5 chạc của Shadow Poison. First Blood dành cho Giáp. Xử lý rất tốt. Hỏng rồi. Sven mà early không đầu thoải mái là thôi đấy. Quá có lợi dành cho vị trí của các thành viên Fnatic ở khu vực offline. Sau trận đấu này thì vẫn còn một trận đấu nữa. Tundra Esports với cả Sài Gòn Esports thì vậy. Harass nhẹ nhàng vào người của Desama thôi. Nhưng bây giờ thì Sven là người dồn ngược lại. Mấy rồi đây? Tôi thấy ở đây là 3, 4. 4 rồi. Thêm 1, 5 là đi. Rồi. Xong. Không sao. Nạt. Quá khó thở. Nạt rồi. Vừa mới TP ra chết luôn. Bây giờ cái TP cooldown 30 giây. Nát ngay từ giai đoạn đi lên. Sven phải cắn smoke để gọi là di chuyển ra lên nhanh hơn anh em ạ. Khổ lắm rồi đấy. Never refuse gold given. Dự là 2-0 thôi, chứ đánh thế này thì hơi ao trình. Dưới bot thì Sentau cũng phải là làm tốt hơn so với cả Sven. Sống dễ hơn, sáu lát thì Kling cũng không làm gì được nhiều. Sentau thì mắc 3, có cho mình 2 cái ring rồi. Một ring cộng giáp, một ring hồi máu trên dây. Tạm ổn. Sắp tới sáng, công việc thôi nha anh em ạ. Công việc thì phải làm mới làm nào. Giờ có công việc làm là tốt rồi, dịch dã như này. Kéo lại, không chính xác. Kéo mít thì vẫn đang là băng căng. Chưa ai phải nằm xuống cả. Cả Chuan cũng như là Kéo thằng tai đều đỏ máu. Nhưng vẫn có thể về được. Trên này thì MNG khổ thế nhở. Không được nhìn mặt creep luôn đấy. Combo trúng nhưng mà Chiyuan đang có giáp lửa, cố gắng để có thể đổi mạng với Elstyle nhưng không thành. Vậy là Chiyuan với việc là có MuZ di chuyển ra mid thì anh ta đã phải bỏ mạng lại rồi. Bên này thì vào rừng cắm một cái mắt để nhìn xem là đối phương đã stack Ancient hay chưa thôi. Tí Sven farm bù thế để smoke vào để gank. Ok. Chơi tốt trước. Bụng chống phép nhưng mà giáp chưa nổ vội. Rất thông minh, bây giờ mới sử dụng mà thiếu một chút đà. Đã kịp búp đến từ Oracle rồi.
Mít thì giờ thì hút máu thôi anh được. Du ngủ đấm tay, sau đó là Brain Shot là có mạng Voice Split. Lúc đấy thì Voice Split không còn gì, đang cố gắng đi bộ về Regen thì bắt. Di chuyển rất khéo tới DJ đấy. Nói chung là DJ cảm giác di chuyển của DJ vẫn là hay, nhưng mà về vị trí sắp năm này thì cảm thấy hơi thiệt cho DJ. Cũng được. Thật ra thì ai biết được, nhỡ DJ lại thích. Bởi vì sắp 5 nếu mà là đúng ra thì là nhàn hơn sắp 4 anh em ạ. Sắp 4 rồi ganh ghiền. Sắp 5 bảo kê len tốt, cắm mắt tốt, công việc ít hơn. Nhường lại dành cho Giáp. Tôi nghĩ Giáp ok. Giáp là sinh ra ở mid đấy. Cái đợt đánh cho team Faylet anh em nhớ không? Team của Asensai đấy, Giáp đi mid. Về sau là đi cả carry mà. Ừ, về sau thì mới chuyển sang sắp. Tôi tưởng chuyển sang sắp là gãy cơ nhưng không. Giáp đánh sắp mới là chuẩn. Lúc sang sắp đánh hay luôn. Đợt đấy là Giáp cả ai là đi cùng nhau. Asensai đi đâu là Giáp đi đấy. Team nào muốn mời thì phải mời cả hai. Khá là gắn bó. Sau thì Fnatic tan rã thì Asensai té sang EU. À, chính xác sang NA chứ, sang EG luôn. Sang EG luôn, đi luôn. Sven với việc là sau khi mà có level tới từ vị trí của ở Oracle thì kênh ta cũng đỡ hơn rất là nhiều rồi. Đỡ khổ hơn. Búp lại ở đây, ngắm giáo là cái chắc chắn thôi. Không kịp búp cái gì hay không đây. Vâng, vẫn đang dính những cái trạc này, lần này có thêm cả sự di chuyển tới từ vị trí của anh chàng Muzet nữa. Nhưng mà vẫn kết thúc là MJG. Trong khi đó thì Desama cũng phải nằm lại. Nhưng Choan đang di chuyển lên rồi, bắt đầu tích những điểm trạc vào. Muzet đang là mục tiêu. Mấy rồi đây? Muzet liệu phải nằm xuống ở đây không đây? 4 rồi. Mới có 4 thôi, nhưng giờ thì Giáp đang gặp nguy hiểm. Úp lại con Sven này. Và vẫn muốn đẩy để đi tìm cái mạng của Muzet. Muzet rất yêu máu. MNG thì mất cho mình cái form gồng đỏ. Tôi sử dụng cái God Strength để farm được. Farm về cuối của SD thì là trượt. Nếu không là dính thì là lấy được mạng của Bango. 1-1 thôi. Sven trông đã ổn trở lại anh em ạ. Có cho mình 39 lát hit. Bây giờ Network cũng đang đứng ở vị trí thứ tư. Đã ổn trở lại. Linh thì đang là người thoải mái nhất. Nhưng mà nhìn thấy Bango đang di chuyển rất là rộng. Roam mid. Stack trong rừng. Nên ở dưới bot chỉ là xe tàu đi cả Linh thôi. Linh anh ta có thể farm thoải mái được. Và bây giờ thì cũng là di chuyển dần vào rừng đến từ Linh. Sắp sửa có búa set rồi. Có thể farm thoải mái. Ben cũng đã phải di chuyển vào trong rừng. Hướng tới MOM thôi. Dù sao anh ta vẫn sẽ farm bù được. Giáp thì cũng đã ngửi thấy điều gì đó với việc là có con mắt này. Anh ta sẽ đứng gọi là hit ké XP thôi. Và khi lượng máu đủ thấp thì đây rồi. Úp lại. Ember cũng di chuyển tới thêm một lần vẩy nữa. Chém, đẩy bóng theo. Phá được một lần nữa rồi. Và thêm một lần chém nữa may ra chăng. Vâng, không được rồi. Stampede hợp lý để có thể khiến cho cái slime feed của Ember không tới. Và Ember mắc 2 đấy. Không có điểm chói nào cả nên không giữ chân được Sven. Không giết được Sven khiến cho Sven mất nhiều thời gian. Không đủ, tôi nghĩ là phải giết được cơ. Chứ nếu mà chỉ để như vậy thì Sven anh ta không vấn đề gì lắm. Bảo là Sven mất thời gian thì Ember, SD cũng là mất thời gian rồi. Đầu này thì mình vẫn sẽ là tư tưởng của Fnatic hơn thôi. Cảm giác là trình độ của Fnatic vẫn là nhỉnh hơn. Deny, không phải Deny cái rune nhở? Không à? Chắc là không để ý mic. Đang bận tranh chấp full power. Vâng. Regen thành cho Leo Style. Desama thì là vui vẻ có cho mình cái trụ ở trên top rồi khi mà Sven đã vào rừng từ trước đó. Curling cũng đã vào rừng, Centaur thì cũng làm điều tương tự. Với cả một con Mash. Tamer Toy này, nhảy ngựa đi đưa ai nhỉ? Cái này thì tôi không biết là dành cho Curling đâu. Có thể cho Mash hoặc là cho Ember cũng được.
Năm bữa toy này có mana cho Ember đi. Ember 200 mana, quý đấy. Fairy Trinket. Nhưng mà đây không phải là một item quá hay. Thế Ember, Fairy Trinket cho Ember đi. Còn Tumble Toy cho Mask cho dễ dựng cái đấu trường. Có Mask đang vào cướp luôn stack. Cướp là cái chắc chắn rồi. Và bây giờ họ cướp xong họ sẽ lùi về chứ. Chưa quyết định lùi về. Chưa thể tìm được vào vị trí của Oracle. Nhưng mà cái chói, chính xác hơn là cái chém cooldown rất nhanh. Hoàn toàn có thể check thêm lần nữa. Đứng trên con mắt của đối phương tới thì Chiwan. Atwood đang là rất cân bằng với việc là Sven, Void Spirit cũng như là cả Centaur đều được farm. Nhưng ở đây thì sao đây? Nhìn thấy được vị trí của MNG. Đây rồi, đây rồi. Có sủi đây không? Đây không được rồi. Chắc chắn là sẽ phải chết ở đây. Tôi không tin anh ta có cách nào đó sống sót được. Và giờ thì kết thúc được mạng của Raven. Nhưng có đổi được mạng của ai hay không mới là câu chuyện. Bóp cổ thành công. Và giờ thì có gì để có thể khiến cho MNG sống được hay không đây? Vẫn chưa đủ đam dồn chết. Và giờ thì úp lại và cái giáo thì nó lại không đến kịp lúc. MJZ là người nằm xuống trước. MNG cố gắng gỡ và anh ta gỡ được cái mạng của Jab thành công. Như vậy thì MNG là người sống sót với việc là cái pha bóp độc tới từ vị trí của SD nó là chưa chuẩn xác. Hơi bóp nhỉ. Đầu tiên là Shadow Poison chưa đủ, anh ta đã nổ. Sau đó anh ta úp với. Rồi lại vẩy Shadow Poison lại từ đầu thì không được. Chính ra là không nên nổ Shadow Poison lần 1 để úp và dồn thêm đam là tốt hơn. Juan đang dí Void Spirit với cái rune hết nhưng mà không được đâu. Nhìn thấy Oracle TV ra thì phải té ngay. Vẫn đang cân này. Sau một pha combat mà bên phía của team Thunder thành công, Sven đã cá hồi giết được Kling và bây giờ Sven đã giàu bằng Kling rồi. Tầm này vẫn đang ổn. Thunder ra map 2 B8 map 2. Ok Tùng Nguyễn nhá. Thunder ra và à Thunder chứ, sorry. Thunder Predator với cả B8. Tầm này Network đang cân. Một combat mà bên phía của team Fnatic đánh lỗi. Họ hoàn toàn có thể làm tốt hơn. Nhưng mà rõ ràng là Fnatic thì không có thấy là. Tôi nhớ là trận đấu đầu tiên ngày hôm nay là T1 với cả Hàn Đông. Trận đầu tiên là VSG LED với cả team Unzing. Trận đấy có vẻ là căng. Đánh nhau liên tục. Hay. Trận này thì chậm quá. Chắc phải chờ trận Tundra với cả Sài Gòn anh ạ. Thunder ra cả Sài Gòn thì có vẻ là Thunder ra thì là team đánh công hiến rồi. Để xem Sài Gòn thể hiện như nào thôi. Bị hút lại đây tới Chuan. Đó chỉ là tranh rune thôi. Nhưng mà Chiwan vẫn có cho mình rune DD. Hướng tới Deso để hỗ trợ Kling à? Được cái chứ nhở? Death thì cũng đã có Blink rồi. Giờ thì câu chuyện là họ sẽ triển khai combat như thế nào thôi. Mốc 3 người đến bên phía Fnatic. Và có vẻ cái vị trí hướng tới sẽ là con Centaur này. Centaur thì đã lùi về được. Và cũng Centaur chuẩn bị hoàn thành cho mình. Đó là Black Girl luôn. Khỏe lắm. Van Hoot, Blink, Trần Bai. Meta vẫn vậy thôi anh em ạ. Bây giờ con Centaur này, nó bị nớp. Đợt trước là tôi nhớ nớp cái gì? Nớp cái Van. Đúng rồi, cái Van bị yếu đi. Xong rồi hình như là cả cái Retaliate cũng yếu đi. Và cái tầm ở độ không nhớ bao lâu, khoảng 3-4 tháng trước. Đợt meta trước thì Centaur vẫn rất là hot. Bây giờ thì là 3 lần hơn một tí. Nhưng mà vẫn đang là giàu đến từ cái con Centaur này. Van Hoot, Blink 15 phút. Khỏe đấy. Raven đã rất giàu rồi. Mà thực chất thì khoảng cách giữa anh ta và Sven không phải là quá lớn. Các thành viên của Viettel Predator hoàn toàn có thể
chờ đợi được. Để con Sven này đủ lớn, cố gắng đặt bóng, mình chỉ đặt vào con xe thôi, không deny được cái trụ. À không, vẫn deny được Thunderbolt Spirit. Và giờ thì êm vào vị trí của anh chàng Ember này, nhưng được úp bên trong. Oracle bị dồn chết rồi, không tung vào cho mình cái ulti đâu. Chỉ hoàn trói lại được vị trí của Leon Style. Vấn đề là em gì ở bên trong thì sao đây, chẳng làm được gì cả. Buzet thì anh chàng Raven kết thúc rồi, và Leon Style cũng phải nằm xuống luôn. Và các bạn hoàn toàn chiến thắng dành cho Fnatic. Không có úp, chắc chắn là Ember đã chết rồi. Fnatic họ vẫn là người có bát nhỉnh hơn. Mất trụ, mất ba, và bắt đầu có network chênh lệch. Dẻo quá con SD này. Thunder họ dồn nào thì là Centaur, rồi thì cả Stun Sven để dồn vào Ember, nhưng một úp là xong. Trong khi đó thì Mass dựng cái đấu trường, kết thúc Oracle. Thế là bên phía của team Thunder mất đi khả năng cứu người. Không chỉ thế thì Sven cũng bị giữ ở trong lồng nữa. Thành ra là các thành viên bên phía của Thunder Predator chẳng làm được một cái gì luôn. Mỗi mình Leo Style ở ngoài, và anh ta bị bốn thành viên bên phía của team Fnatic họ đánh đập bầm dập luôn. DJ cũng chăm chỉ farm, có cho mình Etherland rồi, đi ai tầm ngủ xa hơn, bóp cổ xa hơn, được tầm ở tầm to đi luôn. Sướng. Ở đây rồi, ring máu. Ember nhỉ, Ember hoặc là Mask, nhưng mà cái này tự cầm, cầm luôn á, được. Tôi nghĩ là nhiều máu hơn. Mask thì là hơi bị ít mana, nhưng có Soulring thì cũng cầm được. Clink ok đó, cái này có mana regen, cũng cần cho Clink để có thể spam. Khá nhiều intel đấy, 400 máu được, khỏe thật. Đây sao đây, Chiuan bị phát hiện ra rồi, bị hút lại. Mà có đủ CC để dồn vào anh ta hay không đây? Chiuan vẫn đang cố gắng tuần lách nhưng không được rồi. Lần này thì thực sự là khó, chắc chắn là sẽ phải chết thôi khi mà 5 người dồn vào anh ta trong khu vực này. Tất cả những cái khống chế đều được sử dụng. Đây, Jab bị phát hiện ra và chắc chắn là Jab sẽ chết. Không khéo rồi. À, không khéo tới từ Jab. Định úp mình lại, tạ bóng để bết, nhưng mà lại đứng cả người ở lại là thôi. Với 5 người, lấy luôn cái trụ 1 ở mid. Game này trông giống Thunder họ ổn hơn, ít nhất là network. Network trận này cân hơn so với cả trận đấu trước. Trận đấu trước bên phía Thunder họ chỉ có một con PA xanh thôi. Nhưng đấu này họ có thêm cả offlane là một con Centaur ổn nữa. Void Spirit của Leo Style thì vẫn đang hơi tù, thì cũng đang cá hồi lại được phần nào. Nether Shore, món item này có lẽ sẽ được dành cho con Void Spirit thôi. Nether Shore 633 vẫn đang cố gắng đẩy bóng, bị bóp cổ tới từ anh chàng Centaur rồi. Và Clink đã tới, có một ulti tới từ Oracle để có thể giải. Nhưng giờ thì sao đây, UZ muốn dồn vào vị trí của Desama, nhưng Desama thì sao, không quan tâm cho lắm. Sven gông đỏ lên làm gì đây, nghĩ rằng sẽ combat nhưng không. Các thành viên bên phía Fnatic họ biết thông tin này, họ đang đi tìm những mục tiêu khác ở đây. Và Leo Style là một ví dụ, bị trói lại ở đây rồi, và Clink bắn sẽ khá là đau. Tuy nhiên dính cả Demonic Purge nữa. Rõ ràng là trong tình huống này thì Leo Style cần phải cẩn thận. Sven đang trong trạng thái gông đỏ nhưng mà bị găm vào tường rồi, không còn ulti của Oracle để có thể giúp anh ta nữa, và MNG nằm xuống. Tiếp tục cái tên tiếp theo sẽ nằm lại ở đây, chắc chắn là con xe tàu này mà thôi, và đó là mạng của Raven. Anh Sven ơi, chỉ vì anh ta gồng đỏ nên là thành ra các thành viên bên phía Thunder họ muốn lỡ rồi thì là cố dùng cái form này đánh nhau, cuối cùng là thôi, thà rằng là fail thì là dùi về, dùng cái thật lực để farm rừng và cố gắng hoàn thành cho mình BKB đi. Desama đánh vẫn ổn anh em ạ, nhìn thấy Sven hớ hênh là đấu trường phi giáo êm vào ngay. Tín đấy, nuôi mạng hạ gục dành cho Fnatic, và Roshan sẽ chuột về họ luôn, bắt lấy này. Chưa mất chắc chưa mất chắc 6 ấy, bây giờ nhìn thấy Rune Illusion mới nhớ ra. Người mạng lại xem chết lại mà, chỉ cần chờ Rune EV không để ý thôi. Nào cố gắng lăn vào để phá, có chói, ngủ lạc kéo lên đây để cứu. Thì bác cô vẫn có thể thích cúp được, và trong này Rune đã nhặt cho mình nhìn rồi.
bạn rất đau nhưng bù với việc là đã dính cả Demonic Burst rồi, sống làm sao đây. Cố gắng để êm vào Raven trong tiếng này, và có thể là Raven sẽ mất cho mình cái kiên Aegis. Và chính xác là anh ta mất thật. Nhưng Ember ở đây thì có sống được hay không đây? Ember không còn mana nữa nhưng còn cho mình đó là một bóng ở đằng sau để có thể lùi về. Raven thì khác, Raven đang bị êm vào. Giờ thì úp lại, ngủ một. Họ sẽ lùi về thành công. Còn Roshan không quá hiệu quả. Roshan mà mất luôn. Thế là được rồi, tôi nghĩ là Thunder làm tên đấy là tốt rồi. Roshan nhưng mà mất luôn thì là ok. Chạy kèo thế nào. 10 kin, Fnatic bảo được chặt ok nhá. Được cái kèo 10 kin này rồi. Được ngay, hay không, đã có. Thứ 6 đi ạ, quên không check rồi. Thứ 6 là luôn gì chả. Các người mất anh em ạ, không check. Tờ linh vẫn to quá nhở, tờ ven lở quá, thôi thì tập trung farm cho mình cái BKB đi để combat dễ hơn. Phút thứ 6 hình như là regen mà. Regen ạ, thế thì là đi rồi. SD đang vực dực lên cho mình gậy xanh rồi anh em ạ. Đây là một con SD nó cũng giàu. SD sắp 4. Giàu nhất trong những con support. Hai mảnh rồi, thiếu 1.800 nữa thôi. Có gậy xanh là hơi mệt đấy. Co Thunder thì toàn tay ngắn, bây giờ SD nó dí ulti vào đầu là rất tù. Kiểu là Void Spirit này hoặc là Sven này dính một cái ulti của SD là mệt rồi. Nhưng Void Spirit thì đã có cho mình cái gậy xanh rồi. Anh ta hoàn toàn có thể bắt được giáp xong combat nếu như giữ vị trí tốt. Và để xem là họ có làm được điều này hay không đây. Với pha smoke này nó có mở ulti lên và chắc chắn lần này thì cái tên bị dồn vào sẽ là bên. Thậm chí là không cả thân lực bình, lên á. Bình tĩnh thôi Sven. Đùa. Cảm giác là bật, em NZ như cảm giác không bình tĩnh nhở. Rõ ràng là chỉ là em một con bên thôi. Đùa có Berlin mà tại sao phải vội vàng như thế nhở? Đối phương thì cũng chưa thấy ai xuất hiện thêm. Thấy nó ăn nhở. Ulti xong rồi chạy một vòng. Giết được con bên. Mà không ngay được thêm ai. Sven thì không chịu farm thế là thôi. Chữ nét hút rồi. Sven vội quá anh em ạ. Cảm giác chơi không bình tĩnh chút nào cả. Anh bạn này thì đi TI đúng không? Đi TI thì đánh cũng phải là bình tĩnh tí nhỉ. Đánh này. Thật. Ôn ổn chứ đánh này thì chết giờ. MNZ anh nhớ là ở mạng NA. Rồi vào team Thunder. MNZ là NA mà không phải là SA đâu nhỉ. Check lại rồi. Edda. Edda. Peru. Okay. Peru Roto. Peru ngày xưa ai nổi nhất nhỉ? Cái ông bị ban giống anh ấy. Smart. Peru Roto là cũng là giống kiểu Philippines ấy. Peru chơi Roto cũng căng. Chơi Dota rất là nhiều. Bắt đầu lên high ground với việc ở Raven. Đang rất khỏe. Họ đã cào được gần một nửa cái lượng máu của cái trụ 3 rồi. Đúng được gần một nửa thì lùi về. Không lâu hơn. Tiếp tục smoke. Họ chờ đợi những cái tình huống bắt người tới từ bên phía của Thunder. Nhưng mà Thunder có vẻ đang khá là bình tĩnh lại rồi. Cộng với việc là Sven cũng đã có ulti. Họ chờ đợi thôi. Hai team này đánh nhau ít quá. Ngày xưa nhớ là Thunder có đánh nhau ít như này đâu nhỉ? Thunder nó là máu lửa luôn em ạ. Nhưng mà trận này thì chậm thật sự. Chuẩn bị có 5k tiền rồi. Bây giờ mà không BKB nhanh BKB rồi. Kling có BKB là mệt nha. Không có bất kỳ một cái gì có thể xuyên được BKB đến bên phía đội hình của các thành viên Thunder Predator. Ở đây thì
Đúng một tên bắn tới cái linh rồi, cộng biến với cả cái trừ là... giáp của Deso nữa. Biến này chát rồi đấy. Đi nhanh thế nhỉ? Chọn trận này Ember lên cả Deso. Hỏng. 2-0 anh em ạ. Nhìn áo chỉnh lắm. Không được. Chắc là 2-0 rồi. Là có combo nhưng mà lại né mất. Quá a dẻo từ Chuan. Quá tập trung. MNG không cẩn thận ở đây sẽ bị bắt nhà một cái bóp cổ thôi. Tôi biết là điều này nó đang đến. Và giờ thì sao đây? Bóp cổ và chắc chắn là sẽ gọi xương ra bắn tới chết tới Thức Linh. Đó là Dominating của Raven. Không di chuyển hơi bị non tới từ anh chàng MNG thì phải. Serven trong trận đấu này thì đúng là anh ta xử lý đang hơi gãy. Một cái tình huống sử dụng cho mình God's Strength. Di chuyển thì cũng là có lỗi ở đây. Khó rồi. Tôi nghĩ là khó rồi anh em ạ. Tôi trận này xong sớm thì được theo dõi Tundra với cả Saigon Esports sớm hơn cũng được. Trông Fnatic vượt trội hơn quá. Về mặt con người thì là hơn tốt hơn. Chứ nếu mà là chất tướng trận này thì tôi nghĩ là cũng không nghỉ hơn lắm đâu. Cất cân thôi. Rõ ràng Tham Minh phút thứ 27 này Sven cũng phải là gọi là chơi lại được. Thấy gánh lẻ dựa vào combat thì anh ta sát đao. Mất trụ rồi. SD cũng đã hoàn thành gậy xanh rồi thì phải. Chính xác. Có rồi em ạ. Thôi Sven chơi kiểu gì. Thôi xong rồi. Hết rồi đấy. Sven BKB. Có crit 1. Có lẽ là sẽ lên cho mình CQS. Nhưng mà SD gậy xanh rồi. Bây giờ mà không bớ được con SD này đầu tiên để nó dí ulti vào đầu là bị gai đến chết. Giờ thì ai cũng gậy xanh. Elven Tunic dành cho một con Kling để có thể sống sót tốt hơn này. Ember cũng gậy xanh rồi, giờ đuổi bắt nhau kiểu gì đây? Con Roshan này vẫn còn khá lâu nữa thì mới spawn. Paladin Sword. Ồ, cầm luôn chứ. Tươi. Thơm mà. Đất Sama tôi nhớ như là rank cũng hai số hay sao ấy. 143. Nhưng mà ai rank cao nhất nhỉ? Úi dồi, support 14 luôn chứ, cẩn thận. 24. Giáp này. Giáp. Vẫn là giáp thợ. Thì đợt hồi còn đi mid là rank 1 nhỉ. Vẫn thợ, vẫn thợ giáp nhỉ các bạn. Hôm nay thì trận này thì tôi nghĩ là chờ Fnatic chiến thắng thôi chứ cơ hội dành cho Thunder thì rất là mong manh. Mai xem 458 này quần anh em ạ. Trông lên đồ kìa, Matt này. Lên Matt định lên hẳn cho mình một cái hack. Không muốn cho con Sven để chơi game trong trận đấu này luôn đấy. Cả con Oracle nữa. Hôm nay 458 đánh quần anh em ạ. Hóa ra trước giờ là đồng đội 458 yếu. 458 cùng team ở Mikoto nó khác hẳn ngay. Nào đang smoke lên. Sủi đi hết. Ngủ lại. Set up một pha combat nữa ở đây chăng? Chắc chắn là sẽ có. Vấn đề là đã phải stampede rồi. Một lần Demonic Purge. Đúng. Anh ta có 3 cái này anh ta không tiếc. Trong mỗi bên thì giữ lại. Ủa tôi xong, ở đây thì giữ chân lại được Oracle. Oracle sẽ bị dồn chết đầu tiên. Ừ không may quá, có một cái tàng hình của MC vẫn sống được nhưng anh ta không sống được bao lâu cả. Trận chiến Sven đấy tiếp tục Sven kìa. Quá đau tới từ Kling. Đứng yên chôn chân tại chỗ và giờ thì sao đây? Desama không thể giữ chân được Leo Style khi cái tam minh của anh ta là tốt hơn. Và giờ thì sao đây? Dog của Kyo Chiwan King đã êm vào cả Blue Z rồi. Nhưng ở đây thì pop cổ lại chắc chắn không còn cái mạng nào tới từ Leo Style cả. Thôi, bài back ra từ Oracle là vứt đi rồi. Một con Sven bật BKB lao vào Stun thì lại Stun vào một con Kling cũng bật BKB. Raven anh ta tham minh bật được BKB theo Sven. Không Stun được thì là không đủ RAM. Sau đó anh ta bị SD ulti bị Kai gãy. Thật sự gãy. Cái điều này thì đã thuộc về Fnatic. Và chờ đợi game đấu tiếp theo thôi. Game này là khó rồi. Hy vọng là Mega Grip đi để tôi gọi là hoàn thành được cái keo của Tùng Nguyễn. Double Dam này. Có Double Dam sẽ bút nhanh hơn. Nhưng mà trước mắt thì cứ là ăn Roshan đã. Chúng ta đã cẩn thận đến Fnatic. Làm nhẹ vào Roshan rồi tính tiếp.
Anh gửi cho em xin một bộ. Ok em ơi. Đây rồi, Tobi nhanh nhẹn luôn. Em tốc bạn độ đấy là Hoàng Hà Dũng là cho đánh map 1 là đánh map 2 cho kèo map 1. Đánh nhầm. Công nhận SA mấy cái giải gọi là tiền Tây này họ đánh hơi kém. Có trì xét và trói lại để bắn bay 2/3 cây máu tới từ MNG rồi, đổi mục tiêu bắn sang Muz và anh ta cũng chỉ còn lại một nửa cái lượng máu của mình mà thôi. Thêm 2 hit bắn nữa có khi cũng là đi luôn. Và như vậy thôi là đủ để các thành viên Fnatic họ áp lực lên cái trụ 2 rồi. Họ sẽ ăn được cái trụ 2 một cách không thể đơn giản hơn. Trừ set. Bây giờ tôi thấy là Curling lên trừ set rất là nhiều. Tự set up cho bản thân để có thể dùng được cái Q không bị ảnh hưởng bởi đồng đội nữa. Quan trọng là cái Burning Barrage này bây giờ nó cũng cần được giữ chân lại. Đây sao đây đẩy về. Stun chưa tới được vị trí con Sentau rồi. Sven cũng dồn đam và anh ta kết thúc được Desama. Desama bay back luôn. Và điều này có thể khiến cho các thành viên bên phía Fnatic có tập trung hơn với những cái công trình này thay vì là cái mạng hạ gục của bên phía Thunder Predator. Có bay back nhưng ở đây sao đây Silent được vào người của đó là anh chàng Chiwan rồi và stun được Chiwan nhưng đó làm cái úp lại gần như là ngay lập tức. Có trói lại đây Raven với việc có BKB cực kỳ tự tin. Và anh ta hết sẽ mana. Hạ được đi ít nhất là cái trụ ấy đã hết mana rồi. Có lẽ là lượng đam với cái ulti thì vẫn có thể ăn được cái rack. Vẫn đang bắn mà sẽ là tiết kiệm một tí, không bắn lửa. À đây rồi, bắn lửa luôn cho nhanh. Tan ra thì có lẽ phải nghỉ ngơi khoảng 3 rưỡi, tôi nghĩ tầm 3 rưỡi anh ạ. Nhưng tan ra cũng gặp team SA mà, vớ vẩn là cũng 2-0 thôi. Thế mai mình nhàn nhỉ? Ủa cả Khánh lại chơi hai game gọi là có ba đầy đủ. Tôi cả Tommy mới bật lại nhàn. Mega creep dành cho Tùng Nguyễn hay không đây? Chưa thấy Thunder ra gì cảm giác vẫn còn hốp này. Kiểu Thunder Predator kiểu không muốn gì gì ấy. Cờ Linh thì về tận giếng của nhà mình rồi. Mega creep thật hay không đây? Chiwan đang muốn đẩy cái lane bot này. Cảm giác là Mu thì sẽ là người di chuyển ra đẹp. Và nếu giữ cái trụ tier 1 này thì thật ra là cảm giác nó không ý nghĩa cho lắm. Đang chờ cái gì đây? Sven thêm gì? Cái Silver S này bạn, bây giờ là Silver S. Tưởng là đây là lớt. Vẫn Fortify sau khi vừa mất đi cho mình cái trụ 1. Thậm chí là cục đến mức mà Fnatic họ cũng bật Fortify luôn. Ember đẩy bóng lên, chém chói trượt khi mà có một lần smoke tới từ bên phía của Thunder Predator. Giờ thì chói lại. Có sủi đây không đây? Đang cố gắng dẫy nhưng không được rồi, nằm xuống luôn, bay back ra Thunder Force Spirit. Ở đây thì MNG muốn quay lại và dồn đam vào ai đây, phá được smoke ở đằng sau rồi. Có úp lại, bóp cổ được Muz và Muz nằm xuống, chém hai quạt, giáp nằm xuống rồi. Nhưng vấn đề là Raven vẫn đang được bắn, có Stampede được mở lên, nó giúp cho MNG có thể di chuyển được. Nhưng giờ hết BKB rồi, sẽ bị găm thẳng lại ở đây mà thôi, và đó là triple kill dành cho vị trí của Raven. Đừng gì gì nhá, cho người ta bút cái đi. Nào, Sentau đang về được. Và còn cả Voice Spirit nữa. Mà tôi thấy Fnatic trông giống họ muốn end game luôn rồi. Nhưng mà Raven, à không, anh ta đang bắn cái trụ A này. Đứng ở trong nhà đi, đứng ra. Thôi xong rồi, Raven xong rồi. Raven buồn rồi anh em ạ. Tắm hồ máu rồi. Họ không ăn rách nữa, họ lao vào hồ máu để chơi. Và đó là Beyond Godlike dành cho Raven. Họ không ăn rách, thôi xong rồi, kèo này là đi rồi. Rất tiếc, nhưng... Bắn cái 3 cái nữa là xong rồi rách thôi, nhưng no. Chúng tôi không làm thế, chúng tôi thích tắm suối. 2-0 dành cho Fnatic và không có Mega Grip ở trong cái đống này. Rất đáng tiếc, nhưng sự thực thì không có Mega Grip dành cho Fnatic. 2-0 nhẹ nhàng thôi.